được một cái diễn viên thôi, mình diễn thôi. Em là Trung Thảo của lớp 11 Linh Nam. Câu hỏi em muốn đặt ra cho thầy là trong thời gian ở trong quân ngũ thì điều gì cảm thấy thầy cảm thấy được thầy nhất? Trong thời gian công vụ, điều cảm thấy tự hào nhất của một người thanh niên cũng như thầy trải qua 14 năm quân đội thì điều tự hào nhất là mình góp một cái phần nhỏ bé nào đó để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cảm ơn em, thân quan. Bạn khác bạn nam đây, mời em qua giá trị là các em ơi, qua đây là được kỳ thi học kỳ này là bài hát toàn thì mua sắm rồi. Khi mà đi mua đồ thì biết là rất nhiều khó khăn, thì phải có thể nói những khó khăn và những cái khó khăn về cái khó khăn của mình. Quân đội rất nhiều khó khăn các em. Ví dụ thầy đây thôi, thầy học 4 năm trường học viện phòng không không quân, 4 năm. Ăn đi đói, đói một khó, thức khuya dậy sớm, trời thì đẹp. Nhưng mà mình thuộc bài rồi, họ không cho đi ngủ. 7 giờ đọc báo xong, về bỏ cái gương ra, học bài. Học thường luôn, không có ngủ để chín giờ luôn. Đi học về nhưng mà bạn nào ở đồng chí nào mà không thuộc bài á là cả quân đội 37 người và về xuống nhà ăn học rất là nghiêm túc. Nhưng mà con người ta thì các em phải dọc phạt sang có điều kiện các em học sinh học đó. Đó, lâu rồi thì cái cảm thấy qua nhưng từ từ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng mình làm thói quen, đúng không em? Giống chúng ta học đây thế thôi, mới vào lớp 10 khó, rồi từ từ thì chúng ta quen dần từ môi trường. Trở thành gì? Đó là câu chuyện bình thường. Từ khó khăn, gian khổ, tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng 1-2 tháng, 3-4 tháng, mới đến 3-4 năm thì lại trở thành bình thường. Rất cảm ơn em. Mời em. Dạ, em kính chào thầy. Em tên là Hồ Ngọc Anh, đến từ lớp 11-1. Dạ, thưa thầy, em biết là sau khi thầy phục vụ trong quân ngũ xong thì thầy mới trở thành giáo viên lịch sử tại trường Trung học phổ thông Hồng Hoa Hán. Vậy có bao giờ thầy có mong muốn được thoát lên mình bộ quân phục để trở về quân đội phục vụ nhân dân tiếp tục không ạ? Một câu hỏi với thầy. Thầy tham gia quân đội 14 năm rồi, sau đó ra quân năm 98, lúc đấy là 37 tuổi. Đó là người Úc cần phải xảy ra. Thầy thi lại đại học. Cần phải đi đâu đi nữa. Thi lại đại học may năm đầu. Đại học sư phạm Huế. Cũng còn may thầy vùng ghê. Nhưng mà bạn mà ra lại đo sắp ra thầy cũng khóc. Có thì hay thì may thế. Vào trường 37 tuổi, 4 năm đại học, tốt nghiệp 41 tuổi. Bây giờ mới dạy học được 15 năm thuộc giáo viên trẻ của trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám. Con đang chuẩn bị học tốt nghiệp. Rồi. Và như thầy nói ban đầu á, đã qua ra quân và trở thành sĩ quan dự bị hạng 1 mới giải ngạch năm 2017. Nếu tổ chức bị sốc lắm thì thầy sẵn sàng lên đường để bảo vệ tổ quốc. Cảm ơn em. Mày ngồi im dùm. Vâng, và các bạn có thấy những câu trả lời của thầy rất hay và rất tình cảm không ạ? Nếu có, xin mời các bạn cho một tràng vỗ tay được không ạ? Mời em. Chắc là câu hỏi còn nhiều mà thời gian đi có hàng hè. Còn chút tình yêu nữa không? Còn chút tình yêu nữa.
em chào thầy. Em tên là Hồ Thị Uyên Vy, ba em học sinh lớp 11 Kim Kiến. Em muốn hỏi thầy là em được biết là thầy từng làm việc trong quân đội được 14 năm. Vậy thì thầy có thể kể những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian thầy làm quân đội là gì? Ôi trời, nhiều lắm em ơi. Chuyện tình yêu tình bạo có, chuyện tình đồng đội có, chuyện khó khăn giác tội có, chuyện khó khăn đấy. Khó khăn là các em mà đi học sướng hay khổ? Sướng. Đấy. Được hả? Đúng, đi học khổ nhất, nhưng mà khổ được sướng sao? Đúng không? Đúng không? Đây là kỷ niệm quân đội là có một chuyện thế này các em, ngoài đi học ra còn tăng gia sản xuất nữa, trồng rau xanh nuôi lợn, mà thầy là thấp, người thấp nên thì khi mà đi đội hình là thầy đi sau à, đi sau thì học các bài hàng sau á là tơi rạch các em gạt xuống đây không đó, 12-13 đồ đi xuống sông để mà làm giống cho heo phải đi, và có người bị mất à, đói mất rồi đi học là cái phải đi học về là biệt đặc chưa nói, nhưng mà xem cái bản tin này có những thắng mình có sống không, cái để gấp trăng của đội không đó, gấp trăng vũ mạnh. Nếu một người thắng xấu rồi ta cũng đối là ngồi giữa sân mà sân ở sân đấy là vùng mà chuyện của tỉnh sơn tỉnh thủy tinh các em, nắng lắm mưa nhiều rét, nơi mà pháp đào tạo sĩ quan những gì rất là khổ, đó là những kinh nghiệm mà không bao giờ quên. Thì đói, thì xét, thì vất vả. Tại đây xét được, nhưng mà không bây giờ quá thì bỏ vô. Rồi, giờ câu hỏi rất nhiều. Rồi thầy giáo sư, thầy sẽ tâm sự, sẽ kể cho các em. Thôi, thầy gửi cho thầy cô giáo và các em một bài hát. Hát cho em, để thầy hiểu. Tôi được chương trình với con già. Một ba lô cây súng trên vai, người chiến sĩ quay về đi sang nào. Ngày dài đêm thâu vẫn có những người trẻ, nâng tình quê hương anh dân tròn tuổi đời thanh xuân. Gió sương đã có những xe lai, đã có những nhập dần tân đồng lại trong tôi, nhưng nghĩ xin hát mãi về người chiến sĩ biên cương. Xin cảm ơn các em, làm gì phải gây án. Dạ vâng, và xin cảm ơn những lời chia sẻ rất là tâm huyết của thầy, cũng như là một bài hát rất là hay của thầy. Và ngay sau đây thì để kết lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay, xin mời bạn Quang Hưng đến từ lớp 12-7 sẽ đại diện cho học sinh trường Hoàng Hoa Thám lên tặng thầy bó hoa tươi thắm để thầy trả lời cảm ơn. Xin kính chúc thầy luôn mạnh khỏe để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh cùng người cao quý. Xin cảm ơn các em, chúc quý thầy cô giáo mạnh khỏe hạnh phúc, chúc các em bước vào kỳ thi cuối kỳ thành công và đạt kết quả cao. Xin cảm ơn.